Với địa lý đặc biệt, số lượng nước Mỹ bị các quốc gia khác tấn công và lãnh thổ rất ít. Tuy nhiên, không vì thế mà nước Mỹ là một quốc gia không có những mối đe dọa nghiêm trọng, và sự lan truyền của thuyết âm mưu là một nguy cơ như vậy. Thuyết âm mưu được định nghĩa là những lý giải mà ở đó những nhân vật hay tổ chức tham gia vào sự kiện được lý giải trong thuyết âm mưu đã làm những hành động từ mờ ám đến xấu xa nhằm đạt được mục đích cho riêng mình trong những sự kiện có nhiều điều bí ẩn. Các thuyết âm mưu thường xoay quanh những người nổi tiếng, chính trị gia và các cơ quan nhà nước. Đôi khi, chúng còn gắn với các tập đoàn lớn. Chủ đề của thuyết âm mưu rất đa dạng, chính trị, quân sự, kinh doanh, giải trí hay thậm chí cả lịch sử. Tuy nhiên, các thuyết âm mưu về chính trị, quân sự và lịch sử là những thuyết âm mưu nguy hiểm hơn cả. Nghịch lý giữa dân chủ và thuyết âm mưu. Dân chủ là một hệ thống chính trị mà ở đó công dân được quyền đảm bảo, quyền tự do biểu đạt ý kiến về một vấn đề nào đó. Để đảm bảo cho sự trơn tru và hiệu quả của hệ thống, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của nhà nước đối với người dân rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải điều gì cũng có thể được công khai. Vì thế, những câu chuyện về bí mật nhà nước đã trở thành nguồn cảm hứng cho các thuyết âm mưu. Và nghịch lý giữa dân chủ và thuyết âm mưu bắt đầu khi yêu cầu về tính minh bạch và giải trình của dân chủ đối đầu với tính chất mờ ám, khó kiểm chứng và truyền miệng của thuyết âm mưu. Và điểm nghịch lý nhất của nghịch lý này chính là tính truyền miệng. Một đất nước càng dân chủ, sự lan truyền của thuyết âm mưu càng có nhiều hướng công khai, nhưng hạn chế dân chủ cũng không giảm đi tính chất truyền miệng của các thuyết này. Việc đó chỉ chuyển hình thức truyền miệng từ công khai sang bí mật, và nghịch lý giữa dân chủ và thuyết âm mưu đã trở thành nguồn cơn cho sự lan truyền thuyết âm mưu gây ra bởi các tác nhân tâm lý và xã hội. Theo giáo sư Jan Willem van Prozen, nếu xét từ góc độ tâm lý, sự lan truyền và phổ biến của thuyết âm mưu đến từ ba nguồn sau. Thứ nhất, đó là cảm giác bất lực. Những người trải qua cảm giác bất lực lâu ngày sẽ có chiều hướng tư duy cho rằng những vấn đề họ gặp phải không đến từ chính họ, mà là một phần của thuyết âm mưu do người khác bày ra để hại họ. Sự bất lực này thể hiện rõ sự yếu đuối và thiếu đi sự chắc chắn, từ đó kích động cho niềm tin vào thuyết âm mưu. Thứ hai, chính là định kiến về giới tinh hoa. Trong mắt người dân bình thường, giới tinh hoa không chỉ giàu có bất thường, mà họ còn có khả năng tác động rất lớn đến những diễn biến chính trị và xã hội. Vì thế, như một lẽ dĩ nhiên, nhiều người sẽ cảm thấy giới tinh hoa như là một mối đe dọa đến cuộc sống của họ. Chính vì thế, họ sẽ dễ dàng tin vào các thuyết âm mưu hơn. Nguồn gốc thứ ba của sự lan truyền thuyết âm mưu từ góc độ tâm lý chính là sự tò mò. Con người hay có xu hướng tò mò với những điều mờ ám, không rõ ràng. Vì thế, thuyết âm mưu hoàn toàn đáp ứng ham muốn này. Từ góc độ xã hội, sự lan truyền và phổ biến của thuyết âm mưu đến từ ba nguồn sau. Thứ nhất, đó là cạnh tranh định hướng truyền thông. Trong một môi trường mà truyền thông có tính cạnh tranh lẫn nhau cao, yêu cầu về sự thu hút của chú ý của độc giả chính là yếu tố sống còn. Vì thế, để có sự chú ý nhiều nhất, việc định hướng người dùng sẽ rất quan trọng. Việc này lâu ngày sẽ có chiều hướng khiến cho nhiều người phát ngán và cho rằng truyền thông đang không nói ra sự thật, mà là một phần của thuyết âm mưu do một thế lực nào đó bày ra để thao túng. Sự định hướng này thể hiện rõ cái tôi cá nhân cao và thiếu đi sự chắc chắn, từ đó kích động cho niềm tin vào thuyết âm mưu. Thứ hai, chính là bất bình đẳng kinh tế. Trong mắt người dân bình thường, bất bình đẳng kinh tế không chỉ bất thường khi việc kiếm sống với nhiều người vốn không dễ dàng, mà còn có khả năng liên quan đến những thế lực ngầm có ảnh hưởng đến chính trị và xã hội. Vì thế, như một lẽ dĩ nhiên, nhiều người sẽ cảm thấy giới tinh hoa hưởng lợi từ bất bình đẳng kinh tế như là một mối đe dọa đến cuộc sống của họ. Chính vì thế, họ sẽ dễ dàng tin vào các thuyết âm mưu hơn. Nguồn gốc thứ ba của sự lan truyền thuyết âm mưu từ góc độ tâm lý chính là những sự kiện bất thường, mà như đề cập ở trên, con người hay có xu hướng tò mò về những điều mờ ám không rõ ràng, mà các sự kiện này lại có đủ sự mờ ám và không rõ ràng. Vì thế, thuyết âm mưu hoàn toàn đáp ứng ham muốn này. Thuyết âm mưu chính trị và phân cực hóa chính trị. Trong phạm vi của bài, các thuyết âm mưu được phân tích sẽ là các thuyết âm mưu chính trị. Có hai lý do cho sự lựa chọn này. Thứ nhất, các thuyết âm mưu có ảnh hưởng lớn nhất đối với cư dân và an ninh quốc gia Mỹ. Thứ hai, các thuyết âm mưu nổi tiếng và hay được nói đến nhất cũng là các thuyết âm mưu chính trị. Sự phân cực hóa chính trị và thuyết âm mưu chính trị tuy không phải là điều mới mẻ,
Nhưng việc phân hóa chính trị trên cơ sở niềm tin vào thuyết âm mưu chính trị lại là một điểm mới trong câu chuyện về thuyết âm mưu chính trị. Sự phân cực hóa này diễn ra trong ba bối cảnh sau. Thứ nhất, sự phát triển của ngành truyền thông. Với sự xuất hiện của báo giấy, radio, TV và sau này là Internet, các thông tin và quan điểm đã trở nên cực kỳ dễ dàng được truyền tải, bao gồm cả thuyết âm mưu chính trị. Bối cảnh thứ hai là sự gia tăng trong việc sở hữu súng. Một mặt, sở hữu súng nhiều hơn cho thấy điều kiện tài chính phát triển hơn, nhưng cũng cho thấy nguy cơ tranh chấp sử dụng bạo lực gia tăng khi người sở hữu súng sẽ có chiều hướng muốn sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề hơn, đặc biệt là khi chúng liên quan đến niềm tin. Bối cảnh thứ ba là toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa khiến nước Mỹ giàu hơn, nhưng nếu thế giới có biến loạn, nước Mỹ cũng dễ bị tác động ngược. Trong khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1989, nước Mỹ đã tồn tại rất nhiều thuyết âm mưu chính trị khác nhau. Tuy nhiên, do báo giấy, radio và TV vẫn là các phương tiện truyền thông dễ dàng bị kiểm duyệt, các thuyết âm mưu không có độ phổ biến cao trong công chúng Mỹ. Thời kỳ này nổi tiếng nhất với ba thuyết âm mưu: vụ ám sát Kennedy, vật thể bay không xác định UFO và quan chức Đức Quốc xã đào tẩu. Thuyết âm mưu về vụ ám sát John Kennedy cho thấy sự yêu thích cuồng nhiệt đối với một nhân vật có thể gây ra hiệu ứng nghi ngờ cao, từ đó dẫn đến các thuyết âm mưu. Các thuyết âm mưu về UFO cho thấy sự thiếu niềm tin vào cơ quan công quyền dẫn đến thuyết âm mưu, và sự nghi ngờ ngày càng rõ ràng khi những thuyết âm mưu về việc Mỹ giúp đỡ các quan chức Đức Quốc xã đào tẩu khỏi sự truy đuổi của Israel và Liên Xô là chủ đề phổ biến ngay trong thập niên 1950-1960. Trong thời kỳ này, tỷ lệ sở hữu súng của người dân Mỹ tuy đã tăng dần theo thời gian, nhưng nguy cơ lạm dụng bạo lực súng đạn vẫn khá thấp. Ngoài ra, các thuyết âm mưu này chưa gây ra phân cực hóa chính trị về tư tưởng của người dân, mà chỉ nằm ở phương thức xử lý một vấn đề cụ thể. Do đó, ở một mức độ nào đó thì sự thống nhất chính trị trong nước của Mỹ thời kỳ này vẫn chưa được đảm bảo. Như một hệ quả, thuyết âm mưu chưa gây ra nguy hiểm lớn cho an ninh quốc gia Mỹ. Với chiến thắng trước Liên Xô trong chiến tranh lạnh, nước Mỹ từ năm 1989 bắt đầu tiến vào thời kỳ bá quyền Mỹ trở nên mạnh mẽ nhất trên phạm vi toàn cầu. Chiến thắng này giúp đoàn kết nội bộ chính trị Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn trước. Do đó, thời kỳ từ sau 1989 đến trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, sự lan truyền thuyết âm mưu đã suy giảm nhiều và mất đi một phần khá lớn ảnh hưởng của nó. Vì thế, sự thống nhất chính trị trong nước được đảm bảo và phân cực hóa chính trị của Mỹ thời kỳ này rất nhỏ. Tuy nhiên, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 cùng một loạt cuộc chiến kéo theo sau đó đã mở trang mới cho sự lan truyền của thuyết âm mưu. Các thuyết âm mưu trải dài từ nghi vấn của hung thủ thực sự của sự kiện 11 tháng 9, danh tính của Osama Bin Laden, mối quan hệ giữa Mỹ và một số quốc gia như Israel, Ả Rập Saudi, Anh, Trung Quốc, đến cả nghi vấn về mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ với Cục Dự trữ Liên bang và giới trùm công nghiệp quốc phòng. Những thuyết âm mưu kể trên, trừ thuyết âm mưu về vụ 11 tháng 9 đã tồn tại từ trước đó. Tuy nhiên, với sự phát triển của Internet, các thuyết âm mưu này đã có cơ hội lan truyền và phát tán với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chính vì thế, sự phân cực chính trị bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó dẫn đến các nguy cơ an ninh cao hơn, bao gồm xả súng và khủng bố liên quan đến quan điểm chính trị. Phân cực chính trị và lan truyền thuyết âm mưu được củng cố và tiếp xúc mạnh mẽ bởi ba sự kiện sau. Đầu tiên là sự xuất hiện của Deep Web và Dark Web. Deep Web và Dark Web là những trang mạng không chịu sự kiểm duyệt của chính phủ hay cơ quan nhà nước. Vì thế, tất cả các loại thông tin mờ ám, khó kiểm chứng được tung ra ở đây rất dễ dàng và rất nhiều. Đây chính là nơi mà thuyết âm mưu sinh sôi, nảy nở và hoàn thiện khi không bị kiểm soát. Sự kiện thứ hai chính là sự xuất hiện của WikiLeaks. Tuy cũng là nơi công bố những tài liệu mật và thuyết âm mưu, nhưng là ở một cấp độ công khai hơn Deep Web rất nhiều. Và cuộc đào tẩu của Edward Snowden sang Nga và các tiết lộ về mạng lưới nghe lén của Mỹ chính là thời điểm bùng nổ cho sự lan truyền của các thuyết âm mưu chính trị nhắm vào Mỹ. Ba sự kiện trên chính là những bước leo thang trong sự tiến hóa của sự lan truyền âm mưu, sự phân cực hóa chính trị và những nguy cơ từ chúng. Có thể thấy rằng, từ sau sự kiện 11 tháng 9, thuyết âm mưu đã lan truyền mạnh vào đời sống người Mỹ và sự phân cực hóa chính trị cùng bạo lực liên quan đến thuyết âm mưu đã gia tăng đáng kể. Từ đó, nguy cơ cho an ninh quốc gia Mỹ ngày càng tăng. Sự đắc cử của Donald Trump vào vị trí Tổng thống Mỹ không những không kết thúc được sự lan truyền của thuyết âm mưu
và sự phân cực chính trị, ngược lại còn gia tăng thêm. Sự phân cực chính trị này mở rộng và củng cố với ba lý do sau. Thứ nhất, ông Trump vốn dĩ không được truyền thông yêu thích do phong cách cá nhân rất khác lạ. Do đó truyền thông sẽ cố gắng đưa những thông tin bất lợi cho ông Trump. Điều này sẽ khiến cho những người ủng hộ ông Trump cảm thấy khó chịu và dần nghi ngờ, từ đó tạo cơ hội cho thuyết âm mưu được lan truyền. Thứ hai, ứng viên Hillary Clinton là ứng viên nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhân vật lớn, là vợ của cựu Tổng thống Bill Clinton và từng là ngoại trưởng trong chính quyền Obama. Hiển nhiên bà Clinton được truyền thông và các nhân vật lớn ủng hộ. Nhưng việc ngầm đe dọa sử dụng hạt nhân chống lại Nga đã khiến Clinton thất cử, lại khiến cho cử tri Mỹ bất ngờ. Vì thế, sự nghi ngờ cũng tăng theo thời gian, tạo cơ hội cho thuyết âm mưu. Thứ ba, bản thân ông Trump là một người rất bảo vệ quyền sở hữu súng và rất hay tuyên truyền về các thuyết âm mưu. Chính vì thế, niềm tin của người dân Mỹ và các thế lực chính trị ngoài ông Trump giảm đi. Từ đó, thuyết âm mưu chính trị càng lan truyền mạnh trong dân chúng Mỹ, tạo điều kiện cho nhiều vụ xả súng và khủng bố hơn. Nhưng những vấn đề nguy hiểm nhất chưa đến. Chúng chỉ đến khi ông Trump thất cử trong chiến dịch bầu cử năm 2020 và Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong khoảng thời gian này, một loạt thuyết âm mưu chống lại Đảng Dân Chủ với các bằng chứng chưa rõ ràng, cùng với thái độ chống Trump, chống Nga của Đảng Dân Chủ càng làm cho người Mỹ trở nên thiếu tin tưởng lẫn nhau, dẫn đến số ca nhiễm COVID, xả súng tăng và sự nghi ngờ chính trị tăng mạnh hơn. Đỉnh điểm của sự nghi ngờ và xu hướng bạo lực là vụ đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cho đến lúc này, lưỡng đảng chính trị tại Mỹ đã bắt đầu tích cực đấu tố nhau và cho đến hiện tại, đoàn kết chính trị đã trở nên xa vời hơn, gây ra nguy cơ an ninh lớn cho nước Mỹ. Tổng kết lại, chúng ta có thể thấy được ba lý do phân cực hóa chính trị do thuyết âm mưu tại Mỹ đặc biệt nguy hiểm. Lý do thứ nhất chính là tỷ lệ sở hữu súng cao, việc người dân có nhiều súng hơn mà lại không giải quyết được các xung đột bằng hòa bình, dẫn đến việc sử dụng súng để giải quyết hơn. Những xung đột này có thể trở nên rất nguy hiểm khi dính dáng đến thuyết âm mưu, vì một khi đã tin vào thì rất khó để nghi ngờ. Lý do thứ hai chính là mâu thuẫn giữa kiểm duyệt và tự do thông tin. Nước Mỹ luôn tự hào là quốc gia cởi mở cao về tự do thông tin, vì thế gần như tất cả các loại thông tin đều được đăng thoải mái, kể cả các thuyết âm mưu. Nhưng kiểm duyệt sẽ hạn chế một phần những thông tin được xem là tin giả, tin không có lợi cho an toàn công cộng. Điều này đã làm cho người Mỹ trở nên khó chịu và bất bình, dẫn đến dễ có chiều hướng bạo lực và tin vào thuyết âm mưu nhiều hơn. Lý do thứ ba chính là cách truyền thông đưa tin về các cuộc khủng hoảng kinh tế và sự kiện bất thường tại Mỹ. Đối với người Mỹ, truyền thông theo kiểu tuyên truyền, định hướng không phải là một phần của dân chủ, tự do. Và họ đang thấy truyền thông Mỹ ngày càng phe phái tuyên truyền. Vì thế họ mất niềm tin vào điều này và tạo cơ hội cho thuyết âm mưu phát triển, dẫn đến các hệ quả nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ. Những thế lực được hưởng lợi từ thuyết âm mưu. Một nước Mỹ chìm ngập trong phân cực hóa chính trị, thuyết âm mưu, nghi ngờ và bạo lực nội bộ, rõ ràng là một nước Mỹ mà hàng thế hệ người Liên Xô và người Nga mong chờ. Một nước Mỹ như thế chắc chắn rất có lợi cho nước Nga, không chỉ về đối nội mà còn cả về đối ngoại. Về phần đối nội, do tình hình bất ổn, nước Mỹ trong hoàn cảnh này phải giảm mức độ quan tâm đến cạnh tranh nước lớn, từ đó giảm dần sự can thiệp, viện trợ cho các lực lượng chống chính quyền có đường lối thân phương Tây tại các quốc gia này. Và nước Nga chỉ chờ cơ hội này để triệt hạ các lực lượng này và ổn định tình hình trong nước. Thêm vào đó, sự can thiệp yếu dần của Mỹ cũng cho phép Nga dễ dàng lách cấm vận, từ đó phát triển mạnh hơn và nếu thuận lợi hơn thì có thể khiến Mỹ phải dỡ cấm vận. Và một nước Mỹ như thế cũng cho phép chính quyền Nga một diễn ngôn để thuyết phục người dân Nga từ bỏ dân chủ, tự do theo tiêu chuẩn phương Tây khi liên tục cho người dân thấy những hình ảnh nước Mỹ tràn ngập trong nghi ngờ và bạo lực. Về mặt đối ngoại, một nước Mỹ suy yếu sẽ cho phép Nga bảo đảm ảnh hưởng tại các khu vực mà nước Nga hậu Xô Viết đã cố gắng xây dựng ảnh hưởng và nếu thuận lợi thì có thể gây ra ảnh hưởng. Thêm vào đó, một nước Mỹ tràn ngập bạo lực thể hiện rõ uy tín quốc gia suy giảm, từ đó uy tín của Nga trên trường quốc tế sẽ tăng đáng kể. Một nước Mỹ suy yếu trong bạo lực cũng ngẫu nhiên giúp chính quyền Nga hai việc. Việc thứ nhất là tác dụng phụ của phong trào bài Nga. Với sự bài Nga gia tăng ở Mỹ, hội chứng sợ Nga cũng tăng theo. Từ đó, Nga vô tình được tăng hiệu quả răn đe khi không cần làm gì vẫn khiến người Mỹ chùn chân. Việc thứ hai chính là nước Mỹ tràn ngập trong thuyết âm mưu sẽ khoét sâu mâu thuẫn tư tưởng và sắc tộc. Hệ quả là các băng đảng mafia gốc Nga sẽ phải cảnh giác với các băng đối thủ nhiều hơn là FSB.
Sự sợ hãi này giúp chính quyền Nga giảm sự quan tâm và lo sợ với các mafia gốc Nga. Và một nước Mỹ bất ổn trong thuyết âm mưu không chỉ có lợi cho Nga. Trung Quốc cũng là một quốc gia được hưởng lợi lớn khi Mỹ cũng đã có nhiều chính sách chống lại quốc gia này. Lợi ích đầu tiên mà Trung Quốc gặt hái được từ nước Mỹ bất ổn chính là Đài Loan. Như đã đề cập ở trên, một nước Mỹ suy yếu và bất ổn sẽ phải giảm dần sự quan tâm đối với các quốc gia khác. Và Đài Loan cũng không là ngoại lệ. Vì thế, một nước Mỹ suy yếu sẽ chùn chân hơn trong việc bảo vệ Đài Loan. Từ đó, Trung Quốc sẽ dễ dàng tiến hành chiến dịch thống nhất bán đảo hơn và cuộc thống nhất diễn ra nhanh hơn. Lợi ích thứ hai chính là sự suy giảm ủng hộ và đầu tư cho các lực lượng ly khai tại Tây Tạng và Tân Cương. Sự suy giảm về đầu tư và ủng hộ sẽ làm các lực lượng này suy yếu, từ đó giúp Trung Quốc xử lý và ổn định tình hình nhanh hơn. Lợi ích thứ ba chính là giờ đây, Mỹ không còn đủ sức mạnh để chèn ép Trung Quốc về kinh tế và kỹ thuật. Từ đó, Trung Quốc sẽ lại nhanh chóng bắt kịp Mỹ về hai mảng này. Một phần của sự bắt kịp này chính là việc mua chuộc, mời gọi những doanh nghiệp, nhà khoa học Mỹ mong muốn sự an toàn và mức sống ổn định. Và lợi ích cuối cùng chính là nước Mỹ bất ổn sẽ ít tích cực hơn trong việc tuyên truyền thuyết âm mưu về Trung Quốc. Nhưng Nga và Trung Quốc không là hai thế lực duy nhất được hưởng lợi từ một nước Mỹ bất ổn trong thuyết âm mưu. Liên minh châu Âu cũng là một thế lực được hưởng lợi mặc cho tư cách đồng minh của Mỹ. Lợi ích đầu tiên mà EU nhận được chính là sự suy giảm chảy máu về chất xám cũng như kinh tế. Nước Mỹ từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đã luôn tích cực sử dụng truyền thông và chính sách để thu hút trí thức và doanh nhân EU sang Mỹ, nhất là khi EU có rối loạn. Vì vậy, một nước Mỹ bất ổn sẽ không còn đủ khả năng làm việc này, từ đó giảm đi sự chảy máu chất xám vào kinh tế. Lợi ích thứ hai EU có được chính là sự tự chủ lớn hơn vào an ninh. Một nước Mỹ bất ổn sẽ phải cắt giảm chi phí quốc phòng, từ đó rút quân bớt về nước. Và sự rút quân của Mỹ đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ có ít sức ép lên vấn đề an ninh của châu Âu. Từ đó, EU sẽ có nhiều quyền lực hơn trong vấn đề an ninh khu vực. Và như một hệ quả tất yếu, sự rút quân của Mỹ cũng sẽ giúp EU có thêm sự độc lập trên trường quốc tế. Và Mỹ giờ đây cũng ít can thiệp vào chính sách đối ngoại của EU hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.